Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng con xin mời toàn thể cái cộng đoàn chúng ta sẽ cùng hướng về khu vực sân khấu chính và dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng ta được chính thức bắt đầu. Và ngay sau đây chúng con xin mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng với toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đứng lên để thánh hóa chương trình ngày hôm nay. Và con xin được giới thiệu một sự hiện diện đầy yêu thương trong không gian ngày hôm nay cùng với chúng ta, với thánh ca acoustic, với tất cả quý cộng đoàn, đó là sự hiện diện của Đức Tổng Giuse. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Ngài. Trước hết tôi xin chào mừng quý cha, quý sơ và các bạn trẻ đến với đêm thánh ca acoustic được tổ chức hôm nay. Xin chào mừng tất cả mọi người. Các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói ca hát là cầu nguyện hai lần. Đối với chúng ta, hát không phải là một sự kiện giải trí, nhưng mà hát là cầu nguyện. Cầu nguyện là nói với Chúa, tâm sự với Chúa để giải bày nỗi lòng của mình. Đêm nay chúng ta sẽ cầu nguyện với những bài thánh ca. Và đêm thánh ca này được chọn chủ đề là cho con nhận ra Chúa. Anh chị em thân mến, những bài hát không phải là những câu lý thuyết suông, nhưng mà mỗi lời của bài hát được các tác giả chọn lựa rất là kỹ càng, đồng thời khơi nguồn từ Thánh Kinh là lời Chúa. Đồng thời những lời Thánh Kinh ấy được hát lên với con tim và thấm đẫm tinh thần cầu nguyện. Trong phương pháp cầu nguyện Lectio Divina, tức là phương pháp cầu nguyện bằng lời Chúa của giáo hội, thì có một cái khái niệm này gọi là suy chiêm. Suy chiêm, suy là suy tư, suy nghĩ, suy niệm, chiêm là chiêm ngắm, nhìn thấy. Cho nên nếu chúng ta khi suy tư lời Chúa, khi lắng nghe những bài thánh ca với tâm hồn lắng động, chúng ta cảm nhận như chúng ta nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt. Ví dụ như ca tụng Thiên Chúa Sáng Tạo, chúng ta dường như cảm thấy Ngài đang sáng tạo trời đất, vũ trụ, biển khơi, mọi loài, mọi vật và con người. Như bài thánh ca diễn tả Chúa Giêsu tình thương Chúa trên thập giá, chúng ta dường như nhìn thấy trước mặt mình Đức Giêsu đang đau khổ trên thập giá. Thì phương pháp đó gọi là phương pháp suy chiêm. Suy là suy niệm, chiêm là chiêm ngắm. Vì thế tôi cầu nguyện với anh chị em và xin Chúa cho chúng ta nhận ra Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Tôi rất vui mừng được biết sáng kiến của quý cha cũng như của anh chị em trong nhóm tổ chức đã tổ chức được nhiều lần, và hôm nay tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tôi rất là vui mừng trước sáng kiến này, và tôi xin mọi người cùng dành cho nhóm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều cầu xin ơn Chúa. Vậy giờ đây chúng ta khởi đầu bằng tâm tình cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, Chúa đã nhìn người bạn trẻ đến gặp Chúa với cái nhìn yêu thương. Chúa đã gọi các bạn trẻ ở hồ Genesaret đi theo Chúa và làm môn đệ. Hôm nay chúng con quy tụ nơi đây để tìm Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhận ra Ngài. Xin cho chúng con nhận ra Chúa trong thiên nhiên vũ trụ, trong các tạo vật. Xin cho chúng con nhận ra Chúa qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những anh chị em của chúng con, những người ở bên cạnh chúng con, và nhất là những người đang đau khổ, cơ nhỡ, bần hàn. Và đặc biệt, đêm nay, xin cho chúng con nhận ra Chúa qua những bài thánh ca. Xin cho chúng con qua lời Chúa để cảm nhận được tình thương bao la và lòng thương xót của Chúa. Qua lời Chúa để nhận ra sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm đến cho chúng con, đó là sứ điệp yêu thương.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn trẻ đang quy tụ nơi đây. Xin chúc lành cho gia đình họ, thân thuộc của họ, và xin Chúa chúc lành cho những dự án tương lai của mỗi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúc các bạn trẻ có một đêm tuyệt vời. Chúng con xin cảm ơn sự hiện diện cũng như những lời chia sẻ của Đức Tổng, và ước mong là Đức Tổng sẽ cùng ngồi lại với chúng con để cùng thưởng thức những bài thánh ca qua tiếng hát của các bạn trẻ đến từ nhóm Thánh ca Acoustic. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý sư và toàn thể quý vị. Xin mời quý vị chúng ta có thể an tọa. Thực sự là cái cảm xúc đầu tiên của con ngay lúc này là khá hồi hộp ạ. Mặc dù đi ra ngoài cũng kiếm rất nhiều tiền từ việc dẫn MC, dẫn chương trình rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao trong khán phòng ngay lúc này lại khiến cho con có một cái cảm giác nó lạ như vậy. Cả nhà có thể dành cho con một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 5 tháng cũng tại không gian này thì live show season 2 Thánh ca Acoustic với chủ đề mùa sám hối đã diễn ra. Và nếu như mà nhà mình để ý ở trên những cái video trên fanpage của Thánh ca Acoustic thì quý vị chúng ta có thể nhận ra là ở đó có một anh MC dạo với mái tóc rất bụi. Và cái điều đầu tiên trước khi chương trình ngày hôm nay diễn ra đó là sáng nay thì con đã đi cắt tóc. Và trong quá trình đi cắt tóc đó thì con nghĩ là với cái chủ đề này thì mình sẽ phải bắt đầu như thế nào. Và con xin phép được bắt đầu bằng một câu chuyện. Câu chuyện này con được nghe lần đầu tiên ở trên trang của diễn giả Francis Hùng, là một người tin lành nhưng có niềm tin rất sâu sắc vào Chúa. Câu chuyện như sau. Có một người đàn ông bước vào một tiệm cắt tóc. Đang khi cắt tóc thì chủ tiệm mới hỏi anh ta: anh có tin vào Thiên Chúa không? Vị khách trả lời: ồ, có chứ. Vậy Thiên Chúa có tốt lành không? Tất nhiên rồi. Người thợ cắt tóc nói tiếp: tôi thì chả tin, vì nếu có Thiên Chúa, vậy tại sao vẫn còn bao người nghèo khổ, đói khát ở ngoài kia? Ông ta là Chúa mà không biết thương đến họ hay sao? Vị khách im lặng vì anh không biết trả lời như thế nào cả. Lát sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, anh ta nhìn sang phía bên kia đường và thấy một người đàn ông nghèo khổ, đói rách, tóc tai lùm xùm. Vị khách nọ vội vàng quay trở lại tiệm cắt tóc, dắt theo người đàn ông đó và nói với chủ tiệm: nếu như lời ông nói thì trên đời cũng không có thợ cắt tóc nào cả. Ông chủ tiệm tóc ngạc nhiên: sao lại có thể như thế được? Tôi đây là thợ cắt tóc, và chẳng phải chính tôi vừa cắt tóc cho anh hay sao? Người đàn ông trả lời: nếu thật sự trên đời có thợ cắt tóc, vậy thì tại sao vẫn còn bao nhiêu người râu tóc lùm xùm như người đàn ông bên đường kia? Vị khách ôn tồn nói: người thợ cắt tóc trả lời là vì họ không chịu đến với tôi. Vị khách đáp: cũng giống như vậy, không phải Thiên Chúa không thương yêu những người đói khát, nghèo khổ, mà vì họ không đến với Ngài để được no đầy, hạnh phúc. Thưa quý cha cùng với quý cộng đoàn và đặc biệt là các bạn trẻ thân mến, cái chủ đề để con nhận ra Chúa, nó gợi đến cho chúng ta một cái suy nghĩ là Ngài đã luôn hiện diện ở đó rồi. Nhưng có lúc thì chúng ta cảm thấy, có lúc lại không. Thế thì cái chương trình ngày hôm nay, những người trẻ chúng con mong muốn qua những lời tâm sự, qua những lời hát của Thánh ca, có thể bằng cách nào đó gửi gắm và chia sẻ tới tất cả quý vị những cái phương cách khác nhau, một phương cách nữa để chúng ta tâm sự và có thể nhận ra được hình bóng của Chúa trong cuộc sống qua những người anh em. Và con vẫn chưa hết run ạ. Chúng con mong muốn rằng là sẽ được tổ chức thật nhiều những số nhạc như thế này, với số lượng còn đông hơn nữa, để bằng tình yêu Thánh ca sẽ lan tỏa và truyền giáo tới tất cả mọi người. Và chúng con cũng rất mong sẽ nhận được sự động viên,
khích lệ, cầu nguyện của quý cha, quý sơ và tất cả các bạn trẻ, cũng như những lời góp ý để những số tiếp theo được hoàn thiện hơn. Trước hết ạ, trước khi bắt đầu với bài thánh ca đầu tiên thì chúng con cũng mong muốn một lần nữa nhận được một tràng pháo tay thật lớn cho ekip, các bạn trẻ sẽ cùng biểu diễn, cùng thể hiện trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà khi chúng ta muốn giải bày, muốn bày tỏ một điều gì đó, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ, chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ sử dụng ánh mắt, phi ngôn ngữ cũng có, bằng hành động, bằng cử chỉ. Thế thì đôi khi chúng ta không biết là Chúa muốn dành, muốn gửi gắm tới chúng ta điều gì với từng người ngay trong cái giai đoạn hiện tại của mình. Ca khúc đầu tiên chúng con mong muốn được gửi tặng, cũng như mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe qua giọng hát của bạn Hà Lam, một sáng tác của Đình Quynh với tựa đề Chúa ơi, Ngài muốn nói với con điều gì? Muốn nói với con điều gì?
Quý vị thấy ca khúc mở màn cho chương trình ngày hôm nay có tuyệt vời không ạ? Con thấy chàng vỗ tay vẫn còn hơi nhỏ so với số lượng các thành viên đang có mặt trong khán phòng ngay lúc này. Trước khi bắt đầu thì Hà Lam có tâm sự với con rằng là nguyên một tuần vừa rồi em bị ho quá, đi tập luyện các thứ đều rất là sợ. Là hôm nay trước khi lên sân khấu rất là hồi hộp bởi vì số lượng khán giả đông, sợ là mình sẽ làm điều gì đó hát không hay bằng mọi hôm. Quý vị thấy có hay không ạ? Quan trọng là chúng ta hát bằng cả tâm tình và trái tim, đúng không ạ? Thưa quý vị, cùng với một thông điệp đó là bên cạnh việc để mà chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa thì bản thân mình phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngày nay thì cái năng lực về sự tập trung của con người bị ảnh hưởng rất lớn bởi mạng xã hội. Khi mà TikTok hay là Facebook, những cái bài viết xuất hiện liên tục nhau với những cái nội dung khác nhau, khiến cho não bộ của con người không kịp tiếp nhận thông tin và dẫn đến bị loạn hoặc gây căng thẳng, mệt mỏi. Và chính vì thế thì cái khả năng giao tiếp ngôn ngữ giữa người với người với nhau cũng bị hạn chế. Từ đó chúng ta mất kết nối với nhau, với những người xung quanh. Những cái hình ảnh như kiểu là một nhóm bạn 5-7 người ngồi trong quán cà phê rủ nhau đi gặp gỡ nhau, nhưng mỗi người lại cầm một cái điện thoại để tương tác với những cái người trên online là rất phổ biến. Và từ cái việc mất kết nối với nhau như thế thì chúng ta không hiểu được người đối diện của mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang ước mơ cái điều gì. Chính vì thế những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã, những cái sự hiểu lầm nó cứ thế xảy ra. Đáng lẽ ra thì khi mà mình cứ thả lỏng để chia sẻ mọi điều thì có phải là dễ không, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn cũng có ai, các bạn trẻ chúng ta có thắc mắc là Chúa muốn nói gì thì Chúa cứ phán một lời để con còn biết, đúng không ạ? Các bạn có thắc mắc thế không ạ? Có chứ, nhất là những khi mà chúng ta gặp phải những cái thử thách, những cái sự bất công mà mình cảm thấy không công bằng với chính bản thân mình ở nhà trường, ở ngoài xã hội, chúng ta cũng có trách móc, đúng không ạ? Và lúc đó thì nếu như các bạn không có phương án nào thì hãy nghe một bài thánh ca. Và bài thánh ca tiếp theo mà chúng con muốn gửi tới quý cộng đoàn, một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy qua phần trình bày của bạn Du Xe Xuân Nghĩa, Cho Tình Tôi Trọn Vẹn. Chào phơi phới, từ đó trong tôi bao niềm vui tiếp nối một đời như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm,
niềm mơ trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phải mơ. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tội sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà trâu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ, trinh thịt máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi ngôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi. Con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăm phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để uy an trong niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mới, để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thấm tươi. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, nghe mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời. Có vẻ như là bài hát với giọng hát ngọt ngào của chàng trai thứ hai thì khiến cho những cô gái vỗ tay lớn hơn, có đúng không ạ? Thưa quý vị, âm nhạc có một sức mạnh rất kỳ diệu. Âm nhạc có thể giúp cho chúng ta khơi gợi được cái cảm xúc, khơi gợi được cái kỷ niệm, những cái ký ức. Nhiều năm gần đây thì thay vì những cái poster, những cái quảng cáo thì người ta marketing bằng mùi hương, marketing bằng âm thanh. Và cái hiệu quả của cái việc này nó thay đổi đáng kể trong những cái chiến dịch truyền thông của các thương hiệu. Và đặc biệt là với âm nhạc, nếu như mà ngay bây giờ ví dụ như ban tổ chức mà mở một cái bài hát Jingle Bell chẳng hạn, thì chắc hẳn là tất cả quý vị ở đây chúng ta đều cảm giác là cái không khí của Giáng sinh đang tràn ngập.
Và bởi vì chính vì thế cho nên là âm nhạc thay vì là để chúng ta lắng nghe và thưởng thức thì âm nhạc còn mang tính trải nghiệm, tự sự. Và gì ạ? Để chúng ta có thể thay lời muốn nói bằng việc bật một bài hát. Chính vì thế cho nên là khi mà thành lập nhóm cũng như là cái sự tâm huyết của hai bạn, đó là bạn Thuần và bạn Hiếu, thì cái điều đầu tiên đó là được hát. Có thể là cái format này thì quý vị chúng ta thấy nó quen quen, giống như kiểu là những cái chương trình ở trên truyền hình, một số chương trình gần đây, đúng không ạ? Hành Trình Rực Rỡ, hoặc là những cái chương trình là Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, tức là chúng ta dùng âm nhạc để kể chuyện. Thế nhưng qua đó thì là một cái phương cách để giúp cho người trẻ sáng tạo hơn, trong việc là rất khó để ngồi lần hạt 50 kinh thì hát 3 bài hát thánh ca. Đó. Và chúng con cũng mong muốn là những cái bạn trẻ nào mà có khả năng ca hát, hát thánh ca, có thể đăng ký để trở thành thành viên của nhóm, để chúng ta có những cái số tiếp theo. Xin được hỏi ạ, ở đây có bao nhiêu bạn đã là những người chúng ta trải qua một mối tình đơn phương? Có ai ạ? Thật lòng với nhau đi, mình giơ tay cao lên được không ạ? Cha cũng trải qua một mối tình đơn phương. Con nghĩ là trước khi cha quyết định là theo ơn gọi, đúng không cha? Và có một nhân vật mà yêu đơn phương, thậm chí bị phản bội rất nhiều lần, bị nghi ngờ, bị xỉ, tổng xỉ vả, thế nhưng vẫn kiên trì đến cùng, đúng không ạ? Đó là Chúa Giêsu với chúng ta. Và thực sự là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy một cái gì đó bất an ở trong lòng, thì ngay khi nhìn lên thánh giá, hoặc là nhìn lên một cái bức ảnh tượng nào đó, ánh mắt của Chúa, ngay lập tức chúng ta cảm thấy tâm hồn mình được bình an. Cùng với cái thông điệp của bài hát vừa rồi của Xuân Nghĩa, thì chúc cho những bạn mà đã trải qua những mối tình yêu đơn phương, chúng ta sẽ có những mối tình trọn vẹn, không chỉ với người bạn đời của mình mà với bố mẹ của chúng ta nữa, để tăng thêm cái sự kết nối và trò chuyện. Các khúc tiếp theo mà chúng con muốn mời quý vị cùng lắng nghe, một sáng tác của Sơ Hương Nguyên qua phần trình bày của bạn Anna Như Tâm, ca khúc Ánh Mắt Giêsu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Suốt đời luôn xa xìu con bước đi.
suối nguồn yêu thương, tình yêu con được lớn lên trong ánh mắt Giê-xu. Thầm quyết tâm sẽ không xa rời ánh mắt này Chúa Giê-xu, để chính khi nhìn ánh mắt ngài con yêu người. Quý vị, giọng nói và giọng hát của con người là cái thanh âm kỳ diệu nhất trên trái đất. Nếu như mà nhà mình theo dõi, tìm kiếm những video ở trên YouTube thì có rất nhiều những dàn nhạc được tạo ra chỉ bằng âm thanh phát ra từ miệng của con người. Và khi mà môi miệng chúng ta nói những lời ngọt ngào và yêu thương hàng ngày thì có vẻ như là môi miệng của chúng ta càng lúc càng trở nên xinh đẹp. Có đúng không ạ? Và thực sự là cái hành trình để chúng ta hoàn thiện bản thân, để chúng ta tìm, để chúng ta hiểu. Có rất nhiều các bạn trẻ ngày nay, nhất là các bạn Gen Z, với cái guồng quay của thế giới, của sự phát triển nó quá nhanh, các bạn dừng lại và đặt một câu hỏi là mình đang làm gì ở giữa thế giới này? Cái công việc này nó có mang lại niềm vui hay là một cái gì đó để chúng ta tiếp tục cố gắng và cống hiến hay không? Rất nhiều những cái câu hỏi. Và thay vì là các bạn đặt câu hỏi với một người cố vấn, với cha mẹ của mình, các bạn đăng những dòng trạng thái đó lên trên Instagram, lên trên Facebook để mong nhận được những lời khuyên, những lời giúp đỡ, những lời chia sẻ từ cộng đồng Giang Cư Mận. Thế nhưng rồi cuối cùng, khi mà càng nhiều bình luận thì chúng ta lại càng cảm thấy nó lại như một cái mớ tơ vò, nó rất rối. Và cuối cùng câu trả lời vẫn là chúng ta không biết là phải làm gì tiếp theo. Có đúng không ạ? Và nhiều lần như vậy, chúng ta nảy sinh cái sự nghi ngờ về năng lực của bản thân, nảy sinh cái sự nghi ngờ về niềm tin của chính mình. Lúc đó chúng ta đặt câu hỏi là Chúa ở đâu? Sao không đến để giúp mình? Sao không chuyển một cái tín hiệu qua một người nào đó để nói với mình, qua cha xứ, qua đức tổng, hoặc qua một người bạn của mình, đúng không ạ? Chúng ta chơi với, chúng ta cần một cái phao cứu sinh. Và cho dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì khi chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin tưởng, chúng ta sẽ được nâng đỡ. Một sáng tác của Đình Quynh qua phần trình bày của Phêrô Anh Vinh với ca khúc Ngài ở đâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
giữa cuộc đời. Phải chăng là cơn gió dịu êm làm xua tan sức nóng chưa hề, dù hồn còn mát trong. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Có phải trong khoảng lặng của tâm hồn để con dừng lại chốn thinh không, ngắm nhìn Ngài trong say mê bất tận, để con được mãi ở bên Ngài. Ngài ở đâu giữa dòng đời vội vã, vì con mải mê tìm kiếm danh vọng, đôi mắt con dần trở nên mù quáng. Nào ngờ đâu Chúa đang ở ngay bên, xin để con ở lại bên Ngài, cho con yêu như tuổi trẻ thánh xuân, để bình an bên Ngài con sống mãi. Chút hiểm nguy có Chúa con sợ gì? Sức nóng chưa hề, dù hồn con mát trong. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Có phải trong khoảng lặng của tâm hồn để con dừng lại chốn thinh không, ngắm nhìn Ngài trong say mê bất tận, để con được mãi ở dòng đời vội vã, vì con mải mê tìm kiếm danh vọng, đôi mắt con dần trở nên mù quáng. Nào ngờ đâu Chúa đang ở ngay bên, xin để con ở lại bên Ngài, cho con yêu như tuổi trẻ thánh xuân, để bình an bên Ngài con sống mãi. Chút hiểm nguy có Chúa con sợ gì? Ngài ở đâu giữa dòng đời vội vã, vì con mải mê tìm kiếm danh vọng, đôi mắt con dần trở nên mù quáng. Nào ngờ đâu Chúa đang ở ngay bên, xin để con ở lại bên Ngài, cho con yêu như tuổi trẻ thánh xuân, để bình an bên Ngài con sống mãi. Chút hiểm nguy có Chúa sợ gì, để bình an bên Ngài con sống mãi. Chút hiểm nguy có Chúa con sợ gì. Xin được cảm ơn tiếng hát của bạn Phêrô Anh Vinh. À, Chúa ở đâu? Chúa ở ngay bên tất cả chúng ta, đúng không ạ? Quý vị có thể quay sang nhìn người đối diện bên trái bên phải của mình để xem có nhìn thấy gì không ạ? Nhìn bằng một ánh mắt trìu mến được không ạ? Nhà mình thực hiện luôn đi ạ, để chúng ta tương tác với cả những người thực hiện chương trình. Những cái thông điệp được gửi đến qua những người anh em, qua những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Khổng Tử thì có nhắc đến là tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời của ta
thì đều là thầy của ta. Chúng ta sẽ học được một cái điều gì đó từ họ, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì hiện diện trong không gian cùng với live show season 3 của Thánh Ca Acoustic, chúng con nhận được rất nhiều sự yêu thương của quý cha, quý sơ. Và thực sự là chúng con cũng rất mong muốn là được lắng nghe những chia sẻ, bởi vì chúng con tin rằng là dù ở bậc sống nào thì chúng ta cũng có những thách đố, chúng ta cũng có những lúc mà cảm thấy lấn cấn hoặc khó khăn trong chính những cái quyết định của mình, có đúng không ạ? Và con xin được giới thiệu và mời trở về sân khấu cha Giuse Tạ Minh Quý, là một vị khách mời, là một người rất gần gũi, thân thương với ơn gọi, với giới trẻ. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngài. Trước tiên thì chúng con mong muốn sẽ được lắng nghe những cái chia sẻ của ngài về cái cảm nhận của ngài từ đầu chương trình đến bây giờ trong cái live show này, và liệu rằng khi mà ngài ngồi dưới tham dự thì ngài có nghĩ ra một cái viễn cảnh nào đó để mà khoảng 6 tháng, 1 năm sau thì chúng con có thể tổ chức live show kiểu như Bon Ping vừa rồi ở sân vận động Mỹ Đình chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì lúc đấy chắc là các bạn ở đây sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ mang theo những biểu tượng, những tràng hạt, đúng không ạ? Những cây thánh giá để chúng ta cổ vũ bằng những bài thánh ca. Con xin mời những chia sẻ của ngài. Trước tiên xin kính chào quý cha, quý sơ cũng như là tất cả các bạn trẻ đang hiện diện ở đây cũng như các bạn đang tham dự online. Và xin chào chàng MC duyên dáng đẹp trai Quang Sĩ. Từ đầu đến giờ được ngồi nghe các bản thánh ca với cái phong cách acoustic, thì cái tâm trạng đầu tiên của mình có một cái suy nghĩ ở trong đầu, mà nói là suy nghĩ thì như vậy là không có chạm tới trái tim rồi. Tí nữa sẽ giải thích là tại sao. Hay có một cái suy nghĩ ở trong đầu, đó là bây giờ người ta tương đối là ồn ào. Ồn ào về phương diện bên ngoài, đôi khi giống như vừa rồi ở Mỹ Đình chẳng hạn, hết sức là ồn ào, hết sức là náo nhiệt, và người ta cũng hòa mình vào đấy và xem ra cũng là một cái giây phút thăng hoa. Rồi trong cuộc sống có biết bao nhiêu buổi, ngay cả hát thánh ca của các ca đoàn, hay cả những buổi tiệc rồi hát thánh ca karaoke, nhưng cũng tương đối là ồn ào. Và cái gì nó đọng lại sau cái đấy, đấy là một điều mà chúng ta phải suy tư. Thì quả thật có những giây phút hết sức náo nhiệt, có những giây phút hết sức là phấn khởi, nhưng mà sau đó điều gì đọng lại mới là điều quan trọng. Khi lắng nghe các bản thánh ca, các bạn qua bốn bạn, hai bạn nam, hai bạn nữ vừa trình bày, được nghe giọng hát, được nhìn sắc thái của các bạn, vừa rồi nhìn anh Vinh với một ánh mắt hết sức là, với một trạng thái, một tâm trạng xem ra hết sức là nhập tâm. Thì nguyên như thế thôi đã thấy Chúa rồi, nên không cần phải hỏi Chúa ở đâu nữa. Có phải vậy không? Và đây chính là điều mà làm cho tâm hồn của mình khi ngồi ở đây cảm thấy rất rung động. Và đấy là điều mà các bạn đã làm được giữa một thế giới ồn ào như thế này. Xin chúc mừng nhóm Thánh Ca Acoustic và tất cả các giọng ca tuyệt vời. Nói như vậy đủ chưa? Thực ra thì con vẫn đang đợi đấy ạ. Thế thì với một cái chủ đề ngày hôm nay, đó là để con nhận ra Chúa, thì các bạn trong ekip cũng đã lựa chọn những bài thánh ca để phù hợp với chủ đề, cũng như là cũng rất mong muốn qua đó truyền tải được những thông điệp. Thì cha có thể chia sẻ những cái cách thức để giúp chúng con, đặc biệt là người trẻ, ngoài việc hát thánh ca, nghe thánh ca này, thì chúng con nên kết nối với nhau như thế nào để có thể nhìn rõ hình ảnh của Chúa qua người thân, qua bạn bè của mình, và thậm chí là chính mình trở thành hình ảnh của Ngài. Cảm ơn câu hỏi, và cũng là chủ đề mà mình được mời tới đây để chia sẻ một vài tâm tình. Tuy nhiên là khi ngồi ở dưới thì mình phát run lên, bởi vì như thế này, người ta đang hát tuyệt vời như thế này, tâm hồn người ta đang rung động như này, mà bây giờ mình lên mình nói
là như thế này thì sẽ thấy Chúa, như thế kia thì sẽ có Chúa. Thế thì mình bảo đúng là lạc tông rồi, không có đâu vào đâu cả. Và như vậy thì mình thấy là những chia sẻ của mình bây giờ xem ra sợ rằng sẽ không chạm đến trái tim của các bạn. Nhưng mà xin được làm một việc, đó là đúc kết vậy. Trước tiên thì giống như Quang Sĩ cũng vừa nói, là linh mục hay là nữ tu hay những người sống đời dâng hiến thì cũng có rất nhiều những khoảnh khắc trong cuộc đời cũng phải đặt ra một câu hỏi: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Có những giai đoạn ngay cả linh mục thì cũng phải chới với trước những thách đố, và đồng thời cũng hỏi: Chúa ơi, con phải làm thế nào? Con nên chọn hướng này hay chọn hướng kia? Quyết định việc này hay quyết định việc kia? Và đó chính là điều mà ngày hôm nay, nhất là trong năm nay, giáo hội nói tới rất nhiều. Đó là hướng tới một giáo hội hiệp hành, đi cùng với nhau. Nhưng đi cùng với nhau làm sao để biết đi như thế nào, làm sao hợp với nhau được? Đó là một tiến trình phải luôn luôn phân định. Và luôn luôn phân định đó tiếng là tiến trình luôn luôn lắng nghe. Và khi tiến trình luôn luôn lắng nghe đó, lắng nghe ai? Thì chính là lắng nghe Chúa, lắng nghe Chúa Thánh Thần nói với mình. Thế mình bắt đầu với một cái kinh nghiệm như thế này. Có lẽ chúng ta ở đây có rất nhiều bạn trẻ, không biết là bao nhiêu bạn đã có gia đình rồi, không biết. Nhưng mà trong tầm tuổi này thì đều có kinh nghiệm rung động của tình yêu rồi. Có phải không? Ở đây có bạn nào chưa hề biết đến rung động của tình yêu là cái gì? Có bạn nào chưa biết không? Chưa thấy nó có cái gì đấy, nó tê tê, nó rung rung hay cái gì đấy. Tim của mình nó đang đập thình thịch cái này mà tự dưng nó lại chuyển sang cái nhịp thình thích ấy. Thế thì có bạn nào chưa có cái kinh nghiệm đấy? Thế vậy thì làm sao để chúng ta có được cái kinh nghiệm đấy nếu như mà không có một dấu chỉ nào đó chạm đến mình? Và cái dấu chỉ đó có lẽ chúng ta không chọn. Đôi khi là một ánh mắt, đôi khi là một nụ cười, đôi khi chỉ đơn giản là một sự lặng lẽ hiện diện. Và rồi con tim của chúng ta bất chợt rung lên. Và nói thật với các chàng trai, đó là rất nhiều cô gái chọn người chồng trăm năm của mình không hề dựa trên lý trí một tí tẹo nào cả. Đó, mà chỉ đơn giản đó là chàng trai này không biết diễn tả làm sao, nhưng ở bên người đó mình thấy ấm lòng, thấy trái tim của mình rung động và mình thấy yên tâm. Thế là thôi, chàng ơi cho thiếp theo cùng. Từ cái kinh nghiệm rất con người và rất cụ thể như vậy, chúng ta đi gặp kinh nghiệm có Chúa. Từ đầu các bạn thấy có bài hát rất là tuyệt vời, đó là: Chúa ơi, Chúa nói với con điều gì? Chúa ơi, Chúa ở đâu? Đặc biệt là ánh mắt Giê-xu. Khi mà lúc nãy nghe theo cái chương trình cũ, chương trình này đảo lộn với rồi, chương trình cái list mà mình được nhận ấy, nó khác một chút. Thế thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ được mời lên nói sau bài Ánh Mắt Giê-xu. Thế là mình chuẩn bị sẵn một cái kịch bản, đó là ở trong đầu của mình nếu hỏi thì sẽ nói về ánh mắt. Thế đây bây giờ có bao nhiêu bạn mà cảm thấy rung động bởi một ánh mắt nào đấy rồi? Chắc là nhiều lắm đúng không? Mình có một cái kinh nghiệm rung động như thế này. Làm linh mục rồi đó, nhưng mà trong một dịp đi linh thao thì cái cha linh hướng đó, cha bảo như thế này. Cha bảo là bây giờ cha đi cầu nguyện ấy, thì cha đừng có làm cái gì khác cả. Cha chỉ cần vào đấy, cha ngồi đấy, và cha chỉ cần cảm nghiệm được là Chúa tươi nét mặt nhìn cha với một ánh mắt trìu mến. Thế thôi, còn không làm gì cả. Thế thì lúc đầu mình cũng hơi thắc mắc, mình bảo con vẫn cầu nguyện suốt mà, con vẫn gặp Chúa, vẫn gật gù, con biết Chúa nhìn con nhìn Chúa mà. Nhưng mà sao cha bảo con là chỉ cần ở lại cái kinh nghiệm đấy thôi. Thì quả thật cái giờ cầu nguyện sau cái giờ gặp cha linh hướng đó, mình đi cầu nguyện thì chỉ có ở lại với một cái ánh mắt, đó là ánh mắt trìu mến của Chúa. Chúa trìu mến, Chúa nhìn mình. Và tự dưng cảm thấy tim của mình có lẽ là đập cũng hơi khang khác đi một tí, và nó rung động hơn một chút. Và đấy là một cái kinh nghiệm, xem ra đúng là ánh mắt của Chúa chạm lên trái tim. Và từ đấy thì mình bị một cái bệnh hơi nghiện một tí, bởi vì mình là người học chuyên về
đời sống thiêng liêng, hay đi hướng dẫn cầu nguyện các thứ. Thế thì đi khóa tĩnh tâm nào mình cũng bảo là việc đầu tiên của cầu nguyện là đi vào một mối tương quan. Và mối tương quan đó chính là mình nhận ra Chúa ở trước mặt mình, hay mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Và điều quan trọng nhất là nhận ra ánh mắt. Đấy, chỉ cần vào đấy mà thấy là Chúa đang gì? Tươi nét mặt và nhìn mình với một ánh mắt trìu mến. Và mình hãy cảm nhận được cái ánh mắt đấy và cứ ở lại trong cái cảm xúc đấy bao lâu có thể. Thì quả thật thì hình như là Chúa nhờ vậy sao? Và rất nhiều người sau cái khóa linh thao như vậy để chia sẻ cái hoa trái thì họ đều cảm nghiệm thấy được cái ánh mắt rung động của Chúa. Và lúc nãy thì ngồi ở đây thì mình nghĩ tới cái ánh mắt mà trong tin mừng nói tới, đó là Chúa Giêsu đã nhìn người bạn trẻ chạy đến với Chúa Giêsu hỏi thầy: lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Đó. Thế thì Chúa bảo anh ta là giữ 10 điều răn. Đó. Anh ta bảo con giữ từ bé rồi. Thế lúc đó tin mừng thánh, nhất là trong Marco diễn tả rất rõ ràng, Chúa Giêsu đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh ta. Đó. Đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh ta. Và rồi Ngài mời gọi anh ta là bán tất cả đi để những gì anh ta có để cho người nghèo rồi theo Ngài. Nhưng mà rất tiếc là anh ta sa sầm nét mặt và bỏ đi. Và mình cũng chợt ra cảm nghiệm rõ, đó là Chúa vẫn đang đưa ánh mắt trìu mến nhìn mỗi người chúng ta. Nhưng mà có nhận ra ánh mắt trìu mến đó hay không thì còn hoàn toàn chúng ta có dám dừng lại. Có những khoảnh lặng như thánh ca acoustic. Đấy, có những giây phút lắng đọng để chúng ta có thể cảm nhận được ánh mắt đó, để rồi chúng ta có thể chọn lựa. Chứ chúng ta không để cho những vòng xoáy của danh vọng hay của quyền lực hay của cái này cái kia của cuộc sống nó cuốn mình theo. Và đấy là một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn để con nhận ra Chúa. Xin cảm ơn những chia sẻ của Ngài. Trong khuôn khổ chương trình thì con chỉ được dành cho cha 2 câu hỏi thôi. Thế nhưng con muốn dành cho cha một câu hỏi phụ, và cha chỉ cần trả lời yes or no thôi. Đó là với cái vẻ đẹp trí tuệ và ngoại hình của mình thì cái hành trình ơn gọi của cha khi mà bắt đầu có vất vả không cha? Yes or no thôi hả? Vâng ạ, cha chỉ cần trả lời yes or no thôi. Yes. Con nghĩ đó là thắc mắc chung của tất cả các bạn trẻ đang ngồi phía dưới, đúng không ạ? Một tràng pháo tay dành cho Ngài ạ. Nhưng mà trước khi kết thúc thì xin phép MC được nói câu này. Đó là nếu như các bạn hỏi nhau là đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì theo các bạn nghĩ đâu là điều quan trọng nhất? Thì Thánh ca Acoustic hôm nay đưa cho chúng ta một cái tiêu đề, đó là để con nhận ra Ngài. Và đối với kinh nghiệm của mình đó, đấy là điều quan trọng nhất. Để con nhận ra Chúa là điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta. Vì sao? Bởi vì khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện và Chúa là tình yêu, chúng ta sẽ nhận ra mình được yêu thương. Mình sẽ nhận ra mình thật quý giá trước mặt Chúa. Mình sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc đời của mình. Và đấy là điều quan trọng nhất. Vậy chúc tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay sẽ tìm được điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha, và ước mong là cha sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhóm ạ. Ở khi mà những cái video của nhóm chúng con đăng trên fanpage và tự dưng nó được viral, tức là được rất nhiều người đón nhận xem, thì cái cảm xúc đầu tiên của hai thành viên sáng lập nhóm là mất ngủ, vì vui mừng và vì lo sợ. Lo sợ rằng khi mà cái mức độ chia sẻ và truyền thông như vậy, với chúng con là những người mà mới, cho nên là không biết là có làm sai ở đâu không, có đang bị lấn cấn hay là gì không. Cho nên là chúng con cứ gặp nhau. Tất nhiên là gặp nhau thì cũng lúc thì bên quán trà đá, lúc thì cũng đổi gió một chút bên quán bia để nói cho nó được nhiều. Và từ đấy thì anh em cứ dần dần góp ý với nhau. Nhưng chúng con cũng rất mong muốn sẽ nhận được những cái lời cầu nguyện và đồng hành chia sẻ của quý cha quý sơ, để giúp cho chúng con sẽ đi đúng với những mong muốn là dùng thánh ca để truyền giáo, để chia sẻ tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người. Và bài hát tiếp theo chúng con xin mời quý cha cùng với toàn thể quý vị quay trở lại với không gian của Thánh ca Acoustic với ca khúc Một sáng tác. Cái điều này thì con đã giới thiệu trong những season trước đây rồi. Nói lại thì tự dưng bảo là MC bị bí từ. Đó là sự xuất hiện của những bạn hát thánh ca nhưng là người tôn giáo bạn. Và điển hình đó chính là bạn Hà Lam, là người mở màn cho chương trình ngày hôm nay.
Và khi mà đi đồng hành với Thánh ca Acoustic thì cái tình yêu thấm nhuần, Hà Lam đã tự viết được một ca khúc dành tặng cho tất cả quý cộng đoàn trong đêm thánh nhạc ngày hôm nay, Niềm tin có Chúa, sáng tác Hà Lam, qua phần trình bày của Top ca Thánh ca Acoustic. Xin mời quý cộng đoàn cùng lắng nghe. Trong đêm tối bước chân con lề lối, vì cuộc sống ngỡ không đồng hành bên con. Từ thẳm sâu tâm trí con kêu cầu, từng giây phút thiết tha van nài, mong Ngài nghe tiếng. Đời lắm những bon chen muộn phiền, đời mù mây chen lối dòng đời con đi. Rồi một vòng tay êm ái ôm chặt con và nâng đỡ con bước qua màn buồn bao tố. Con được bình an, được sống trong Chúa với muôn ngàn phúc ân. Xin Chúa xóa dịu những vết thương từ trái tim, để con được sân hiên ngàn lời ca nguyện ước trong. Trong đêm tối bước chân con lệ lối, vì cuộc sống ngỡ không đồng hành bên con. Từ thẳm sâu tâm trí con kêu cầu, từng giây phút thiết tha van nài, mong Ngài nghe tiếng con. Vì đời lắm những bóng chen muộn phiền, đời mù mây che lối dòng đời con đi. Rồi một vòng tay em ấy ôm chặt con và nâng đỡ con bước qua ngàn muôn bao tố. Con được bình an, được sống trong Chúa với muôn ngàn phúc ân. Xin Chúa xóa dịu những vết thương từ trái tim, để con được sân hiên ngàn lời ca nguyện ước trong niềm tin. Người ơi thấu trăng bao lần hồn con cay đắng, giờ ngày tháng trôi qua đời còn lắm vết nu sâu, lắm lòng con luôn khép lại. Niềm tin Chúa ban đời con sáng soi một vầng hào quang, để tôi sáng cho muôn loài.
Chúa với muôn ngàn phương vàng. Xin Chúa xóa dịu những vết thương từ trái tim, để con được dâng hiến ngàn lời ca nguyện ước trong niềm tin. Để con được dâng hiến ngàn lời ca nguyện ước trong niềm tin. Xin được cảm ơn một ca khúc rất đặc biệt, cũng lần đầu tiên debut của Hà Lam đúng không nhỉ? Lần đầu tiên được biểu diễn thưa quý vị. Và xin được chúc cho Hà Lam sẽ tiếp tục có những sáng tác, những bản thánh ca tiếp theo cùng với thánh ca acoustic. Và thưa quý vị thân mến, ngày xưa thì có một cái câu nói bây giờ thì vẫn còn, đó là vô tri thì bất mộ, tức là không biết thì không yêu mến. Lỗ Tấn thì bảo là trên thế gian này vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Nếu như chúng ta cứ đặt câu hỏi là ngày ở đâu mà chúng ta không chủ động đi tìm, thì đôi khi chúng ta khó nhận được câu trả lời và tìm thấy, đúng không ạ? Và chính vì thế cho nên là ngoài cái việc mà Chúa luôn sẵn sàng ở đó, sẵn sàng đứng đó, sẵn sàng giang tay và đón nhận, thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một cái tâm thế cho cái sự chủ động tìm kiếm, gặp gỡ, kết nối, tâm sự, nói chuyện với Ngài, để chúng ta biết được Ngài muốn nói với mình điều gì. Và mỗi lần như thế thì có lẽ niềm tin của chúng ta sẽ càng ngày càng được củng cố và cuộc đời của mình sẽ bình an hơn. Và ngày hôm nay thì có một thành viên, con nghĩ là một thì là con số mà con biết thôi, nhưng có thể có rất nhiều những người khác nữa. Họ đã đi tìm, họ đã chủ động đi tìm. Con đang muốn nhắc tới bạn Cecilia Hải Yến, đã di chuyển từ Thanh Hóa ra Tòa Giám mục Hà Nội ngày hôm nay để gửi tới tất cả quý vị, quý cha, quý sơ một ca khúc. Đã nhắn tin cho ban quản trị của Thánh Ca Acoustic rất nhiều lần với khao khát được gửi tiếng hát của mình tới tất cả mọi người. Ca khúc Vì Ngoài Chúa Ra, sáng tác Phùng Minh Mẫn, tiếng hát của bạn Cecilia Hải Yến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin Ngài bao toàn thân con.
như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ, nguyện ước đời con là Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài con tưởng Bên cạnh việc tổ chức những live show season thì nhóm Thánh Ca Acoustic cũng đã đến với một số những giáo xứ, giáo họ ở trong và ngoài tổng giáo phận để mang đến tiếng hát và thậm chí là những bài được remake lại với những cái giai điệu rất là vui tươi. Và xin được chúc cho bạn Cecilia Hải Yến sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe và tiếp tục lan tỏa tình yêu Thánh Ca với những người xung quanh, bạn bè của mình. Thực tế là lần nào tổ chức live show thì Hiếu và Thuần cũng đưa cho chúng con là những anh em, những gương mặt quen thuộc để đăng ký để được hát. Thì con phải thú thật là từ đầu đến giờ, tính cả những số mà không chính quy và những số chính quy, thì lần nào con cũng đăng ký nhưng mà không lần nào được duyệt. Là bởi vì là có một lần gọi là tập thôi, thu âm vào trong mic mà Thuần mất nguyên 3 ngày mà không sửa được cái giọng của con ở trên autotune. Thế là thôi, quyết định là vẫn trung thành với cả MC Dạo. Và đó có thể là những nén bạc mà Chúa trao cho từng người, đúng không ạ? Mỗi chúng ta thì có một cái sở trường riêng để qua từng cái công việc, qua từng cái lời nói, ngôn ngữ cử chỉ của mình, chúng ta luôn luôn tôn vinh tình yêu với Thiên Chúa. Và nếu như câu trả lời là bình thường, các bạn ấy thắc mắc là vậy Chúa có ngủ không? Khi mà Chúa đang ngủ mà mình muốn gọi Chúa để hỏi Chúa thì mình làm thế nào? Thì đây chính là phương cách chúng ta sẽ gặp gỡ với mẹ của Ngài, là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo, gặp gỡ với Đức Maria. Ca khúc Mẹ Là Niềm Hy Vọng, sáng tác nhạc
của cha thánh An Phong, lời Việt Vũ Khởi Phụng qua tiếng hát của Maria Diệu Lịch. Khi mà lắng nghe ca khúc này thì con theo dõi có một số quý vị khán giả là đắm chìm đến mức mà ca khúc kết thúc rồi cũng vẫn còn đang đắm chìm. Mọi người bên cạnh vỗ tay nhưng vẫn ngồi yên, không vỗ tay. Phải nói là rất là giữ chính kiến, giữ quan điểm của mình là chỉ có đắm chìm thôi, lay cũng không dậy. Nếu như ai như thế thì người bên cạnh lay dậy giúp con nhá. Gọi là lắng nghe thánh ca và cảm nghiệm một cách trọn vẹn đấy, đúng không ạ? Ngày xưa khi mà đi nhà thờ, đi lễ thì các ông bà quản thì cứ bảo là đi nhà thờ, đi lễ mà ngủ thì vẫn tốt hơn là không đi, bởi vì ít nhất là mình được ngủ giữa Chúa và các thánh là cũng bình an hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
với một sáng tác của Đình Quynh qua tiếng hát của Maria Ánh Nguyệt, ca khúc mang tên Tìm Được Ngài. Tìm nguồn sáng bình an.
Xin cảm ơn tiếng hát của Ánh Nguyệt. Thưa quý cha cùng với quý cộng đoàn thân mến, từ nãy đến giờ thì khi mà các ca sĩ ở trên này hát xong thì con thấy mọi người đều vỗ tay. Nhưng mà phản ứng của một nhóm người ở phía cuối đó là cứ nhấp nhổm. Và bây giờ con mới phát hiện ra là họ nhấp nhổm để xem nào quý cha, quý dì và cộng đoàn có uống đồ uống hay không. Bởi vì là họ dành rất nhiều tâm huyết vào việc pha đồ uống đấy ạ. À, chính vì thế thì bên cạnh và việc chúng ta lắng nghe những bài thánh ca thì con mời mọi người chúng ta cùng thưởng thức, nhà mình cũng ta có thể chia với nhau được không ạ? Được không ạ? Để các bạn bartender ở phía cuối kia chúng ta cảm thấy vui và chúng ta có thể dành cho các bạn ấy một tràng pháo tay. Đó, rất nhiều tâm huyết cho chương trình ngày hôm nay. Âm nhạc chạm đến trái tim nhưng mà đồ uống sẽ chạm đến ông anh ruột của mình, đúng không ạ? Một ca khúc tiếp theo mà chúng con muốn giới thiệu và xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của bạn Bá Vinh, một sáng tác của Bùi Trung Chánh với ca khúc được mang tên Tâm Sự Với Ngài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chất chứa bao nhiêu sầu lo, đỡ
xin dâng tất cả cho Chúa. Và nếu mưu sinh cuộc sống có mang con sang ai lúc đôi chân gục ngã, xin bên Chúa trên mọi trần thế, Chúa hỏi con phải làm sao? Bóng đêm dâng mịt lối, con bơ vơ không thấy tay Ngài. Dù nan tan nơi vực sâu, hãy bên con Chúa ơi, sáng thân con hèn yêu, xin có Chúa trên mọi. Mỗi chúng ta cũng sẽ mang một nỗi niềm chí trao riêng Ngài. Nếu như mà quý vị chúng ta để ý thì nhà mình có thể thấy rằng là cái giai điệu ca khúc này khá là giống với cả các bài hát nhạc trẻ, những bài hát tình ca hiện nay, đúng không ạ? Và cái sự sáng tạo trong việc viết nhạc để làm sao những bài thánh ca các bạn trẻ chúng ta cũng có thể hát một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên và rất tâm tình nữa. Một tiếng hát đặc biệt đến từ bạn Bá Vinh. Thưa quý vị thân mến, trong tiệc cưới Cana thì rượu ngon phải được đưa ra sau cùng, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì đầu tiên nhà mình đã được uống rượu ngon rồi, nhưng mà cũng chỉ là rượu Việt Nam, rượu nội địa thôi. Bây giờ con muốn mời nhà mình uống rượu nhập, rượu nhập khẩu, có thể là Rôn đỏ hoặc là Chivas hay là gì đó. Con thì cũng đến từ giáo phận Bùi Chu, và ngày hôm nay thì nhận được thông tin là có một khách mời rất đặc biệt đến từ giáo phận Bùi Chu cũng đang hiện diện tại đây. Ngài là sáng tác của rất nhiều, con xin lỗi, Ngài là tác giả của rất nhiều những bản thánh ca, những bài cử điệu. Và ngày hôm nay vì tình yêu mến với nhóm, với thánh ca, Ngài cũng hiện diện tại đây. Con xin được giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của cha John Batista An Ninh đến từ giáo phận Bùi Chu. Ngài là phó ban thánh nhạc của giáo phận Bùi Chu. Ngài sẽ có đôi lời chia sẻ và gửi tới nhà mình một ca khúc do chính Ngài sáng tác. Trước khi mà con bắt đầu cái phần của mình ngày hôm nay thì con nghĩ là mình cần phải kiểm tra lại điện một chút. Không hiểu sao nãy giờ rất nhiều người chia sẻ là đang thấy run, và chính bản thân con bây giờ cũng như thế ạ. Xin mọi người cho con một tràng vỗ tay để con bớt run hơn một chút được không? Vỗ tay xong con thấy run hơn. Anh MC vừa chia sẻ là bản thân con hôm nay đến đây trong tư cách là một khách mời và vì lòng yêu mến, nhưng thực sự là con muốn đến. Con muốn đến hôm nay có hai việc. Việc thứ nhất, con muốn gửi đến Thánh Ca Acoustic cách riêng là bạn Thuần và bạn Hiếu Bi một lời cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn đã chấp nhận đẩy mình đi vào hành trình của những hạt giống. Thánh Ca Acoustic bắt đầu như thế nào tất cả chúng ta đều biết. Âm thầm, nhỏ bé, với một khát khao và một tình yêu. Muốn làm lan tỏa thánh ca, muốn giúp mọi người cầu nguyện. Tuyệt vời. Điều đấy bản thân con khát khao. Con tin chắc nhiều cha, nhiều thầy, nhiều gì cũng mong ước như vậy. Nhưng chúng con chưa làm được, thì các bạn đã giúp chúng con làm điều này. Rất tuyệt vời. Và tất cả mọi người chúng ta đều thấy, như Đức Tổng chia sẻ, như cha Giuse chia sẻ, những điều gì từ trái tim sẽ đến với trái tim. Khởi sự từ một cái nhóm rất nhỏ, chỉ có hai bạn, với một thao thức, một khát khao. Các bạn đã chấp nhận gieo,
và hạt giống các bạn lan rộng ra các thành viên khác của Thánh Caucastic và đến chúng ta. Ngay trong trái tim chúng ta, quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta đều thấy điều đấy. Rất tuyệt vời. Và bên cạnh cái lời cảm ơn thì con có một món quà. Món quà này của con được gửi đến đây là một kinh nghiệm của chính bản thân con khi con được Thuần gửi lời mời với cái chủ đề để con nhận ra Chúa. Ngay lập tức con nghĩ đến cái chuyện là các bạn trẻ, không riêng gì các bạn trẻ cả, các cha, các thầy, các gì nữa, trong cuộc sống chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều những khó khăn. Và thường thì những cái lúc mà chúng ta phải đối diện với thập giá, chúng ta sẽ không thấy Chúa đâu. Và lúc nào là lúc chúng ta cần phải nhận ra Chúa nhất, lúc nào chúng ta cần phải xin ơn để nhận ra ơn Chúa nhiều nhất, thì chính là những cái lúc chúng ta phải đối diện với thập giá. Khó vô cùng, khó vô cùng. Nhưng con tin chắc, nếu như chúng ta dám chấp nhận bước vào con đường thập giá như Đức Giê-xu Kitô, nếu như chúng ta dám chấp nhận bước vào con đường của những hạt giống, chúng ta sẽ thấy mình được lớn lên. Và chắc chắn sẽ có ngày chúng ta được trổ sinh hoa trái. Món quà mà con mang đến ngày hôm nay là một ca khúc được viết từ một kinh nghiệm rất cá nhân của bản thân con. Và thật đặc biệt, cái bài hát này cũng là bài hát được mọi người biết đến nhiều nhất và được rất nhiều người gửi thư phản hồi cảm ơn. Hôm nay con gửi bài hát này không phải chỉ trên phương diện con, mà con tin đây là một món quà của Thiên Chúa nữa, bởi vì đây là một món quà của sự phó thác. Con chưa hề tập với ban nhạc trước một lần nào, và bản thân con hát chắc chắn cũng không hay như các bạn ca sĩ hát từ đầu đến giờ. Cho nên con xin trao phó Tuấn Anh cứu cha nhé. Và tất cả quý ông bà, anh chị em, chúng ta xin cho con một tràng pháo tay ạ. Thank you.
Giữa đêm trường bao cô đơn, vững tin vào ngày mai sáng hơn. Chúa vẫn hằng luôn bên con, dù đôi khi con nào nhận thấy Ngài yêu thương, Ngài chờ che, vẫn hằng nâng niu khi đời sâu bê. Chẳng bỏ con, chẳng xa con, khi hạnh phúc lẫn khi ê chề. Xin bên con Chúa ơi, cho con an vui đời theo Chúa. Xin bên con Chúa ơi, đừng mặc con độc hành đêm tối. Xin bên con Chúa ơi, dìu dắt con trên đường tin thành. Xin bên con Chúa đừng xa con, đừng bỏ con một mình đơn côi. Xin bên con Chúa ơi, cho con an vui đời theo Chúa. Xin bên con Chúa ơi, đừng mặc con độc hành đêm tối. Xin bên con Chúa ơi, dìu dắt con trên đường tin thành. Xin bên con Chúa đừng xa con, đừng bỏ con một mình đơn côi. Xin bên con Chúa đừng xa con, đừng bỏ con một mình đơn côi. Thưa quý vị, đúng là những cái lời hát của ca khúc này thì chính là một cái lời cầu nguyện, một lời tự sự, đúng không ạ? Thì thầm, thủ thỉ, tâm huyết, thao thức. Và con thấy là cha đi một quãng đường xa như thế đến đây, ngoài cái sự hài hước thì cha còn nói dối cộng đoàn. Thì cha bảo là cha hát không hay. Có đúng không ạ? Cả nhà mình thấy thế nào ạ? Con xin được kính chúc cha sẽ tiếp tục luôn thật nhiều sức khỏe trên hành trình dẫn dắt đàn chiên, và tiếp tục có những cái ca khúc thánh ca nữa. Và chúng con cũng mong là khi nào mà cha ra bài mới thì cha cho chúng con cơ hội được debut. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Ngài được không ạ? Thưa quý vị, chúng ta thường hay nói với nhau rằng là hạnh phúc là khi mà chúng ta có, hay còn gọi là chúng ta sở hữu, có nhà, có xe, có danh tiếng, có quyền lực. Nhưng thực tế hạnh phúc là không. Không phiền, không muộn, không bệnh hoạn, không tai nạn, không ưu tư, không lo lắng. Chúng ta sống một cuộc đời bình an. Và có lẽ trong không gian ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta đều cảm nhận được cái sự nhẹ nhõm, cái sự bình an như vậy, đúng không ạ? Trước khi chúng ta đến với ca khúc chủ đề ngày hôm nay là ca khúc Để Con Nhận Ra Chúa, thì chúng con mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với tiếng hát của Maria Phương Thùy, một sáng tác của Linh Mục Quang Huy. Chúng ta cùng gặp gỡ Chúa qua bí tích Thánh Thể với ca khúc mang tên Mình Máu Chúa. Thank you.
con, hồn con luôn khát khao thân Ngài nuôi linh hồn, hồn con luôn khát khao máu thân Chúa suốt Xin cảm ơn tiếng hát của Phương Thùy
Và kính thưa quý cha cùng với toàn thể quý cộng đoàn thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe những ca khúc rất tuyệt vời trong live show số 3, season 3 với chủ đề Để Con Nhận Ra Chúa. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, cùng nhau hát vang ca khúc chủ đề với tựa đề Để Con Nhận Ra Chúa, một sáng tác của Đình Quỳnh, phần trình bày của các bạn trẻ nhóm Thánh Ca Acoustic. Và với ca khúc này chúng con rất mong muốn là quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn chúng ta sẽ cùng đứng lên được không ạ? Nếu như có thể ạ, hãy cầm lấy tay người bên cạnh của mình. Con cũng xin giới thiệu thêm là ngoài các bạn ca sĩ thì trong bài này MC được hát solo một câu ạ. Ngài đã biết lòng con yếu đuối, bao phen con làm ngơ với Ngài. Giữa dòng đời đầy chông gai, con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài. Rồi từ đây Ngài cất tiếng mời gọi, mời gọi con khám phá cuộc đời mình. Giữa muôn trùng sóng gió cuộc đời, nhận ra Chúa là tâm điểm đời con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa trao về Ngài. Nay khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Sống giữa cuộc đời này, dặn bay bay sóng gió có hững hờ, từng ngày vững tin nơi tâm thơ, để Chúa ngay bên con chẳng ngờ. Cho con nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời con. Giơ cao tay lên được không ạ? Chúa ơi, Ngài đã biết lòng con yêu. Trong gai con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài, Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài. Tìm nơi đâu nơi con tiếng u mờ, bàn chân con cô đơn giữa sóng cho con được nhận ra Chúa trên con đường lập lờ gió ngàn trôi. Chúa ơi, nay tim con khao khát cha má. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài. Ngay khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa ơi. Sống giữa cuộc đời này, dặm mây bay sóng gió lo hững hờ, tự mình vững tin nơi tâm thứ, để Chúa ngay bên con chẳng ngờ. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời.
Dù đời lắm sóng gió mịt mờ, giữa bao hiểm nguy chẳng ngờ, đừng lo lắng vì đã có Chúa bên con từng giờ. Và từ đây có sống an bình, vững tin có Chúa ở với con. Cuộc đời con yêu Ngài mãi mãi. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài. Ngày khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Trong cuộc đời con. Thưa quý vị, sau khi con xếp hàng đến 11 lần thì hôm nay được hát một câu ạ. Những cái đèn mình cho các bạn của Top Ca Acoustic một tràng pháo tay nữa. Và ca khúc Để Con Nhận Ra Chúa cũng chính là ca khúc khép lại live show season 3 ngày hôm nay. Và chúng con xin được cảm ơn sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha, quý sơ ở tất cả quý vị khán giả. Đó chính là những động lực để nhóm chúng con tiếp tục cùng cầu nguyện và tiếp tục xin ơn nâng đỡ để càng ngày càng phát triển hơn nữa. Chúng con cũng rất mong muốn sẽ nhận được những lời góp ý, những sự đăng ký tham gia để trở thành những người sẽ trở thành ca sĩ, gọi là thôi cứ tạm gọi là ca sĩ được không ạ? Để chúng ta cùng tiếp tục có những số tiếp theo với những ca khúc về thánh ca để lan tỏa tình yêu, tinh thần truyền giáo đến với tất cả mọi người. Chúng con xin tất cả quý vị sẽ tiếp tục cầu nguyện cho nhóm chúng con để càng ngày nhóm sẽ càng phát triển hơn nữa. Và con xin được mời cha Giuse Tạ Minh Quý sẽ giúp cho chúng con tạ ơn Chúa và khép lại chương trình ngày hôm nay. Thật là hạnh phúc khi được đứng giữa các bạn, các ca sĩ. Mình tự dưng cũng được thành tham gia vào nhóm các ngôi sao trong một giây lát. Chúng ta cùng trước tiên là chúng ta cùng cảm ơn nhau vì hiện diện ở đây, và chúng ta cảm ơn tất cả các hai bạn Thuần cũng như Hiếu đã có sáng kiến cũng như tổ chức, cũng như cảm ơn tất cả các ca sĩ đã đóng góp tiếng hát vào chương trình này. Và ẩn sâu trong tâm tình cảm ơn đó là chúng ta cảm ơn Chúa vì quả thật có Chúa và chính Chúa đã quy tụ chúng ta ở đây. Vậy chúng ta cùng tĩnh lặng trong một giây lát, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho sự hiện diện của chúng ta hôm nay, chúc lành cho nhóm Thánh Ca Acoustic và chúc lành cho mỗi người chúng ta, để tâm hồn chúng ta khi được rung động với những giai điệu thánh ca, chúng ta được rung động nhờ gặp gỡ Chúa, chúng ta trở nên những người làm chứng quả thật là có Chúa. Lạy Chúa, chính trong khoảng lặng này, chúng con cảm nhận và xác tín có Chúa đang ở giữa chúng con và chính Chúa quy tụ chúng con nơi đây. Chính Chúa đã đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến để mỗi người trẻ ở đây, đặc biệt là các bạn trong nhóm Thánh Ca Acoustic, đã được Chúa thôi thúc để trở nên những người gieo hạt, để trở nên những người dùng lời thánh ca chạm đến trái tim, để khi trái tim được rung động, chúng con cảm nhận có Chúa
đang hiện diện. Và chính khi nhận ra có Chúa, chúng con nhận ra ý nghĩa cuộc đời của chúng con, nhận ra được niềm vui và tình yêu cũng như giá trị của sự sống và làm cho sự sống của chúng con nên trọn vẹn. Chúng con tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục chúc lành và hướng dẫn chúng con để lời ca tiếng hát của các bạn trong nhóm acoustic chạm đến trái tim thì tình yêu và lời thánh ca của Chúa tiếp tục được vang vọng không chỉ trên môi miệng nhưng chính bằng đời sống chứng nhân có Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Vâng ạ, chúng con xin cảm ơn cha. Chúng ta cùng cảm ơn nhau. Một tràng pháo tay thật lớn cho Xuân Nghĩa, Hải Yến, Anh Vinh ạ, Hà Lam, Phương Thùy, Bá Vinh, Thanh Tâm, Ánh Nguyệt, Diệu Linh, pianist rất tuyệt vời, một chàng trai rất trẻ, Tuấn Anh. Cảm ơn tới ekip media quay phim chụp hình sẽ giúp cho chúng ta lưu lại những khoảnh khắc. Cảm ơn tới đạo diễn Đom Minh Thuần. Surprise Hiếu Bi và các bartender của cà phê Tòa Giám Mục 40 Nhà Chung đã hỗ trợ chúng con thực hiện chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và chúc cho quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị. Cũng mong như tất cả quý vị sẽ tiếp tục yêu thương chúng con, cầu nguyện thêm cho chúng con. Một lần nữa, chúng con rất mong là quý vị sẽ cùng tiến lên đây để cùng với chúng con chụp một bức ảnh trước khi chúng ta chia tay ạ. Dạ. Con mời quý cha. Rồi, xin mời tất cả các bạn. Vâng ạ, con rất mong muốn là sẽ nhận được sự hỗ trợ của tất cả quý khán giả. Chúng ta có thể dành thêm khoảng 30 giây nữa để cùng chụp với nhau một tấm hình được không ạ? Xin mời ạ. Con mời các sư ạ. Nhà mình có thể di chuyển lên các cái bậc thềm ở phía sau luôn ạ. Nhà mình ơi, di chuyển lên trên đây. Thuần ơi, Hiếu ơi, lên đi em. Em ơi, lên đi. Cả nhà mình ơi, có thể vì yêu mà đến, vì yêu mà ở lại thêm khoảng 30 giây nữa được không ạ? Rồi ạ, những bậc thềm phía trên vẫn còn chỗ trống ạ. Xin mời các bạn có thể nhường hai cái lối đi này để những người đến sau di chuyển hẳn lên trên luôn. Đó. Một hàng ở dưới nữa đi ạ. Những bạn nam có thể ngồi ở dưới luôn ạ. Xin mời các bạn trong ekip ạ. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu nào. Các bạn khán giả, các bạn làm sao ấy nhở? Hey!
Nhà mình ơi, 1, 2, 3 cười thật tươi nhá. 1, 2, 3 kim chi nhá. Thả tim nào. Một, hai, ba. Hai, ba kim chi nhá. Hai, ba. Ngọc ơi lên đây Ngọc. Ngọc lên đây. Chui vào giữa đây này, chui vào giữa đây này. Vẫy tay nào, vẫy tay lần nữa nào, vẫy tay lần nữa nào. 1 2 3. Một, hai, ba. Đôi tay con, miệng con đây con xin dâng lên tất cả. Và giờ đây con xin dâng. À, xin mời các bạn ca sĩ, chúng ta sẽ nán lại thêm kiểu đấy. Ca sĩ đây nhá, MC không được chụp. Thank you.
tháng năm nơi trần gian. Nơi trần gian. Con nơi đây kêu vang, không tìm ra ơn trên cha ba. Ơn trên cha ba. Nhưng con chiên lang thang trên con đường trong gai bao gian nan. Gai bao gian nan. Trong không gian tâm tôi chơi vơi, con tim chợt nghe Chúa đang gọi mời. Mau buông xa tam giới ăn chơi, gia đình mong chờ con thơ nhớ. Bay cao lên đi, mong con thanh huy, chân con vượt qua một vực sâu không lo chi. Ơn thiên bao la, cho con vui ca, đấng bằng trời xanh còn đằng mây dẫn tới cha. Bao tháng năm qua con đã xa quê hương này và con ngàn năm con được tâm con sung vầy. Quên yêu lo, ơn trên ban cho, tránh xa bóng ma con tự do.